Sáng nay, thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện chương trình thành phố 503 có và 4 ăn gắn với thực hiện chỉ thị số 43 về văn hóa văn minh đô thị. Dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Ngay khi các chương trình 503 có và 4 an được ban hành, Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành địa phương đã nhanh chóng triển khai kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn. Sự vào cuộc tích cực của đơn vị cùng sự đồng lòng của người dân, các mục tiêu an sinh xã hội được thực hiện rốt ráo. Sau 2 năm xóa hết 850 hộ đói, thành phố đã hỗ trợ hơn 6.000 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo. Thành phố cơ bản không còn tình trạng người lang thang xin ăn, trở thành thương hiệu của Đà Nẵng, được du khách trong và ngoài nước biết đến. Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với chỉ thị 43 đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nếp nghĩ và lối sống của người dân. Chương trình thành phố 4 an với các mục tiêu an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, phù hợp với điều kiện phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.